Xin chào các bạn, ngoài iPhone 14 ra thì năm nay mình nghĩ có một sản phẩm rất là hot, đó chính là iPad. Chỉ là iPad thôi, và đó là iPad thế hệ thứ 10 sẽ được ra mắt vào năm nay. Thì dạo gần đây mình có rất là nhiều tin đồn về iPad thế hệ thứ 10 được thay đổi thiết kế sau nhiều năm. Thì trong video này mình sẽ tổng hợp lại những tin đồn đáng chú ý đó nhé. Các bạn có thể thấy rằng là cái vòng đời từ iPad thế hệ thứ 5 cho tới hiện tại là hầu như không thay đổi thiết kế. Apple vẫn làm một cái thiết kế rất là cũ như vậy, họ chỉ thay đổi một chút xíu mà thôi. Cho nên rằng là lần này mà nhận được cái tin đồn là iPad thế hệ tiếp theo được thay đổi thiết kế thì mình cũng rất là vui, tại vì bản thân mình cũng là một người đã từng sử dụng iPad thế hệ thứ 9 rồi. Thì cái tin đồn về cái hình ảnh render và cái thiết kế mới đầu tiên là từ nguồn MySmart Price, thì các bạn có thể thấy rằng trên cái hình ảnh này là cái hình render, hình concept thiết kế iPad thế hệ thứ 10 được làm phẳng giống như là iPad Pro, iPad Air, iPad Mini hiện nay vậy á. Thì nếu như thông tin này là thật các bạn, thì các bạn có thể hình dung rằng là toàn bộ lineup của Apple về iPad đều làm phẳng hết. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái ví dụ về cái chiếc iPad Air như mình đang cầm trên tay đây. Thì nếu như iPad thế hệ thứ 10 được làm phẳng thì nó cũng sẽ có một độ mỏng nhất định, và cũng như là một cái màn hình ở phía trước nó nhìn nó cân đối hơn. Tuy nhiên rằng á, về cái phần màn hình thì mình nghĩ rằng iPad thế hệ thứ 10 sẽ làm khác với lại những iPad đắt tiền hơn, đó chính là cái phần màn hình này. Thì mình nghĩ Apple họ vẫn làm 4 cái góc màn hình nó theo kiểu vuông góc thay vì là bo như là những iPad Air, iPad Pro. Cũng như là chúng ta vẫn sẽ có nút Home và tổng thể là viền nó vẫn dày hơn so với lại những iPad đời trên. Cho nên rằng là chúng ta vẫn sẽ có trường hợp là mở Touch ID nè, vẫn sẽ thao tác như bình thường, UI, UX bình thường mà thôi. Và ở mặt sau á, các bạn có thể thấy rằng là cái hình ảnh concept này cho một cái cụm camera, thì bao gồm một cái camera chính và cái microphone, nó được nằm trong một cái cụm giống như là iPhone 10 trước đây vậy á. Và cái phần mặt sau cũng được làm phẳng luôn. Theo mình thì tổng thể thiết kế như vậy thì nếu như mà cầm lên thì nó sẽ thoải mái hơn, ít nhất là nhìn trên ảnh render mà mình nhận định như vậy. Tại vì cầm iPad 9 trở từ về trước thì Apple họ vẫn làm theo kiểu bo và họ diamond cut cái viền, cho nên đôi khi cầm nó cũng hơi cấn tay chút xíu đó. Nói chung là mình vẫn mong rằng Apple họ làm phẳng là điều thiết yếu, và về cái việc làm phẳng như vậy họ cũng sẽ bỏ luôn cái cổng Lightning để mà thay cho cổng USB-C. Thì bây giờ các cái sản phẩm cá nhân của Apple đều chuyển về USB-C hết, chỉ trừ iPhone mà thôi. Cho nên rằng USB-C, các bạn có thể thấy rằng cái hệ sinh thái nó rất là tuyệt vời, rất là nhiều, rất là đa dạng để mà chúng ta có thể lấy cái dây nào sạc cũng được, cũng như là chúng ta có thể kết nối với lại những hub ngoài đó, tiện hơn là Lightning. Về cái thông số màn hình thì mình không rõ rằng iPad 10 qua cái hình render này kích thước bao nhiêu, nhưng mà mình vẫn tin rằng Apple họ vẫn giữ trong khoảng kích thước từ 10.2 inch cho đến 10.5 inch. Đó, 10.2 inch là trên iPad 9 trở về trước rồi. Thì mình nghĩ Apple họ vẫn sẽ dùng cái màn hình Liquid Retina, màn hình LCD á, với cái độ phân giải là 2160x1920 theo cái kích thước 10.2 inch đó. Và nó cũng sẽ không thay đổi nhiều màn hình của iPad, nói chung là bình thường thôi, đủ để chúng ta trải nghiệm sử dụng thôi. Và tất nhiên nó vẫn sẽ hỗ trợ Apple Pencil, và mình nghĩ rằng là sẽ hỗ trợ Apple Pencil thế hệ 2. Tại vì khi mà được làm phẳng như vậy rồi thì Apple hoàn toàn có thể thiết kế Apple Pencil 2 để hit lên phần 500 để mà sạc cũng như là kết nối. Về phần cứng thì cái tin đồn của iPad thế hệ 10 sẽ sử dụng cái phần cứng là A14 Bionic, là nâng cấp từ A13 của iPad 9. Theo mình thì A14 Bionic vẫn mạnh trong thời điểm hiện tại khi mà nó cho cái hiệu năng cao hơn 30% so với lại A13 Bionic, chứng tỏ rằng là iPad thế hệ 10 sẽ ngang hiệu năng với lại iPhone 12 cũng như là iPad Air 2020. Thì mình nghĩ rằng con chip này vẫn sẽ phục vụ đủ cho mọi nhu cầu trong cái phân khúc iPad giá rẻ đó. Và đừng quên nữa là con chip này sẽ hỗ trợ 5G. Ít nhất ở Việt Nam này chưa có 5G, nhưng mà nó sẽ là một cái tương lai, bởi vì 5G đã phổ biến rồi và Việt Nam đã bắt đầu triển khai gần xong rồi. Như vậy thì mọi thiết bị iPad của Apple bây giờ đã sẽ có 5G, trừ iPad 9 mà thôi, nhưng mà iPad thế hệ 10 sẽ có. Và cuối cùng là về ngày ra mắt và giá bán á, thì mình nghĩ rằng là Apple sẽ ra mắt iPad thế hệ 10 vào sự kiện tháng 10 chứ không phải là tháng 9. Tại vì mình nghĩ tháng 9 họ sẽ tập trung nhiều cho iPhone 14 cũng như là Apple Watch Series 8 nhiều hơn. Thì tại cái sự kiện tháng 10 này họ cũng sẽ ra iPad Pro thế hệ mới nè, họ ra MacBook Pro thế hệ mới. Thì hoàn toàn có thể đưa iPad 10 thế hệ mới ra mắt ở sự kiện đó luôn. Cũng như các bạn nên nhớ rằng là iPad OS 16 đã được Apple dời ra mắt tận tháng 10 lần, cho nên đó cũng là thời điểm hợp lý để mà Apple ra mắt những sản phẩm iPad mới, đúng không? Và giá bán thì mình nghĩ rằng vẫn sẽ có giá từ $329 cho bản 64GB Wi-Fi không có cellular. Thì Apple vẫn sẽ giữ hai cái
bản dung lượng là 64GB và 256GB mà thôi. Thì qua những gì nãy giờ mình tổng hợp lại về những cái tin đồn thì chúng ta sẽ có thiết kế mới này, sử dụng USB-C nè, sử dụng Apple Pencil thế hệ thứ hai nè, thiết kế phẳng nè, cầm rất là thích đúng không? Mỏng hơn nữa, mình tin là mỏng hơn, cũng như là chip hiệu năng mới M14 Bionic có hỗ trợ 5G, thì ba cái yếu tố này đã đủ để Apple hoàn toàn có thể nâng cấp lineup iPad, là một thế hệ iPad giá rẻ của họ để mà dành cho những người dùng cơ bản nhiều hơn. Và nếu như những ai đang có ý định mua iPad 9 ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ các bạn nên đợi. Tại vì đối với lại một mức giá không đổi như vậy mà chúng ta sẽ có một thiết kế mới trong năm nay, hoàn toàn mới về mọi thứ từ bề ngoài cho đến hiệu năng, thì rất đáng để chờ đợi nó để mà từ từ mua sau nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.